chiến lược đầu tư vàng hiệu quả năm 2023 đến 2024. Ba tiêu chí cần nắm rõ khi đầu tư vàng. Tiêu chí 1, bạn cần trang bị kiến thức và khả năng phân tích tình hình kinh tế chính trị. Ví dụ điển hình nhất là tình hình căng thẳng tại Nga, Ukraine đã khiến cho cầu tăng rất mạnh, khiến giá vàng thế giới tăng cao, vì ai cũng muốn tích trữ vàng phòng ngừa rủi ro. Bởi vậy nên đặc biệt chú ý đến tình hình dịch bệnh, xung đột quốc tế cả trong nước và ngoài nước phân tích biến động đồng tiền dự trữ quốc tế đồng đô la mỹ có mối quan hệ nghịch đảo với giá vàng khi đồng tiền dự trữ quốc tế tăng thì vàng giảm và ngược lại phân tích cung và cầu về vàng khi cầu tăng thì giá vàng sẽ tăng ngược lại khi cầu giảm thì giá vàng cũng sẽ giảm hiện nay nhu cầu mua vàng trên toàn thế giới đang tăng cao vì bất ổn chính trị chiến tranh giữa nga và ukraine các ngân hàng tại mỹ vỡ nợ các ngân hàng trung ương mua vàng vào vị thế đồng đô la mỹ trên thế giới bị suy yếu Tiêu chí 2, thiết lập nguyên tắc và mục tiêu đầu tư rõ ràng, thay vì cứ tiền rỗi bạn đổ đi mua vàng, bạn hãy chọn thời điểm giá cả hợp lý, khi mà chênh lệch giá mua và bán ra không cao, chênh lệch giá vàng thế giới và giá vàng Việt Nam vừa phải để mua vàng. Với kênh đầu tư vàng thì càng giữ lâu càng giá trị, theo thời gian giá vàng sẽ tăng dần. Để tối ưu hóa lợi nhuận thì bạn nên mua vàng khi có lạm phát tăng cao, bất ổn kinh tế, chính trị, dịch bệnh, chiến tranh và bán ra khi kinh tế dần hồi phục để chuyển tiền sang các kênh đầu tư khác có lợi nhuận cao hơn như chứng khoán, bất động sản. Ngoài ra, đối với vàng vật chất bạn không nên lướt sóng ngắn hạn vì tranh lệch mua vào bán ra rất cao. Nếu lướt sóng bạn nên mua bán vàng online trên các sàn Forex hay các quỹ đầu tư vàng sẽ hiệu quả hơn. Tiêu chí 3. Lựa chọn địa chỉ mua vàng uy tín. Chỉ nên mua vàng tại cơ sở uy tín đã qua chứng nhận. Tất nhiên sẽ có vàng giả, nên đừng ham rẻ mà mua. Bạn nên chọn các nơi mua bán có tiếng vừa thuận tiện trong trao đổi vừa tránh tình trạng mất giá khi bán lại. Tại Việt Nam, thương hiệu uy tín hàng đầu có thể kể tới Bảo Tín Minh Châu, SGC, PNJ. Tóm lại, vàng là một kênh đầu tư dài hạn tốt và an toàn, là kênh trú ẩn an toàn cho tài sản khi có biến cố về kinh tế chính trị. Còn ý kiến của bạn về đầu tư vàng năm 2023 đến 2024 như nào? Hãy cùng nhau thảo luận dưới comment nhé.